Oh, xin kính chào quý anh chị nhà tư đã quay trở lại với kênh YouTube của em, Invest trong phiên giao dịch ngày thứ năm cũng là cái phiên đáo hạn phái sinh ngày 17 tháng 2. Uh, thì thị trường hôm nay của chúng ta đã hoàn thành rất là xuất sắc trong cái phiên mà đáo hạn phái sinh khi mà uh, trong phiên ATC đã kéo lên tới tận là cao nhất phiên là khoảng tầm là 16 điểm. Uh, cách các anh chị chúng ta nhìn vào cái uh, mặc dù rằng là cái ý nghĩa này và vào cái đợt mà đáo hạn phái sinh ấy nó không có quá là nhiều cái ý nghĩa về cái mặt tổng thể bởi vì thường là bởi vì kéo trong ATC như em tuấn đã có từng chia sẻ cho các anh chị chúng ta trước đây là những cái phiên mà nó kéo ATC hay là những phiên mà nó àp, đạp à, ATC ấy, thì nó sẽ không có quá là nhiều cái ý nghĩa về à, về mặt tổng thể về khối lượng ha à, à, thì tuy nhiên rằng là với cái những cái động thái mà gì à, à, kéo cao lên nhất phiên kéo kéo cái kiểm số nó cao lên nhất phiên như thế này thì nó sẽ dễ khiến cho ở những cái phiên tiếp theo ấy nó như nào nó sẽ khiến cho các anh chị nhà đầu tư sẽ đứng ở ngoài phô mô và mua đuổi ở mức giá nó cao hơn à, nếu như mà còn với các anh chị nhà đầu tư nào mà đã bán trong những cái phiên vừa rồi thì ngay lập tức mọi người thấy là như thế nào à thì có thể là họ sẽ không thể nào mà họ mua lại được với cái mức giá rẻ đó một lần nữa đó ví dụ như là vậy thì cho nên là những cái tâm lý tiếc nuối nó sẽ dần hình thành cũng như là những cái tâm lý mà cứ bị rụt rè cũng như là bị nhát tay nó sẽ xảy ra ở những cái nhịp mà sau cái quá trình điều chỉnh như thế này và cái thanh khoản của thị trường ta vẫn duy trì ở mức gọi là trung bình thấp Hôm nay chỉ có giao dịch khoảng tầm là 20.000 tỷ thôi, đó, chưa tới 20.000 tỷ nữa các anh chị ha. Còn về cái mặt điểm số thì nó cũng uh, vẫn như nào ạ? À? À, cũng đã lấy lại được cái gap hồi uh, đầu tuần của chúng ta đã như là giảm một cái dèo từ vùng 1.500 uh, xuống còn 1.485. Đấy thì của hôm nay cũng như là gần như đã là lớp gại hết toàn bộ rồi. Và nó đang có một cái xu hướng là nó đang vòng ngược trở lên lại thì hôm nay thì mọi người thấy là hôm nay là đáo hạn phái sinh ha thì cái basic của thị trường chúng ta nó đang bị uh, uh, dương hết mất 10 điểm thì uh, đây đây là cái 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 gì nhỉ Để em coi bên phái sinh này cho mọi người xem ha đây mọi người thấy là phái sinh nó bị trên 10 điểm là có nghĩa là cái bên cái F2 này đây, mọi người thấy là đây đây là cái F2 này là cái tháng sau đó à, cái này là cái này là của tháng 3 là tháng sau mọi người thấy là hiện tại là 1410 và còn cái Uh, tháng 3 là 1530 thì hiện tại là đang bị âm 10 điểm ha các anh chị ha, đang bị âm 10 điểm. Thì rất có thể rằng là, là nó sẽ kéo thêm một chút xíu nữa và cái uh, phái sinh này vào ngày mai hoặc cũng có thể là như nào ạ? À? à nó sẽ phải đạp lại cái gì Đạp lại viên 30 để mà nó cân bằng lại với cái chỉ số phái sinh này. Đấy thì nhiều khả năng nha như các anh chị cũng ta thấy rồi. Uh, hôm nay dòng chủ là kéo rất là mạnh đặc biệt là như là ví dụ như là FPT cũng kéo này rồi gas cũng kéo cuối phiên này rồi như nào, à MySan cũng lên 163 luôn ha các anh chị ha rồi kể cả là png rồi Vichet uh, vietjet đấy, nói chung là kéo chủ rất là nhiều trong phiên ngày hôm nay nó mới xảy ra một cái à, một cái điểm chênh lệch giữa basic đấy và cái hợp đồng chỉ số tương lai là 10 điểm thì nhiều khả năng là một trong hai sẽ như nào à có thằng thằng đạp thì thằng phải xuống thôi thì cho nên rằng là ngày mai có thể là nó vẫn sẽ trả điểm nhưng mà về cái mặt tổng thể ấy, thì em nghĩ là nó sẽ kéo lên luôn chứ nó khó lòng mà nó như nào à, nó trả ngược lại mạnh ha các anh chị ha rồi hôm nay dòng ngân hàng cũng đã bắt đầu có những cái tín hiệu là tạo đáy đi lên rất là tốt rồi kể cả là BID là, là khỏe lắm này các anh chị nha hôm nay đóng cửa cũng nhất cao nhất viên thì với những cái động thái như thế này thì tuấn cũng đã nói với mọi người rồi ai những nhà đầu tư nào mà bán trong ở những cái dạ, à, những cái nhịp mà nó giảm, đạp ATC thì nó sẽ rất là như nào? Rất là là là, là khó để mà các anh chị chúng ta bà mua lại được với một cái mức giá nó rẻ hơn hay thậm chí là mua với cái bằng cái mức giá mà các anh chị chúng ta đã bán cái phiên ATC hôm thứ hai vừa rồi, rồi ấy thì nó cũng sẽ rất là khó, bởi vì các anh chị chúng ta sẽ rất là nhát tay, đúng không ạ? Rồi cũng tương tự như các mã cổ phiếu khác trong nhóm ngân hàng thôi thì sau một cái quá trình mà nó dũ bỏ và nó điều chỉnh như thế này cổ phiếu nó cân bằng trở lại rồi nó sẽ tiếp tục đi lên những cái gì ạ à, vùng giá mới những cái gì những cái uh, nhịp mà sẽ là vượt đỉnh mới thôi chứ các anh chị chúng ta cũng đừng có suy nghĩ rằng là à nó đã kết thúc rồi mà lại nhìn vào các mạng cổ phiếu bất động sản thì nó lại không có đúng thì hôm nay mọi người đã thấy cái áp lực chốt lại của các mạng cổ phiếu bất động sản cũng đã dần xuất hiện và với cái volume nó lớn hơn rất là nhiều so với lại gì? À, những cái phiên kéo điện sắp tới thì các anh chị chúng ta cũng cực kỳ là cẩn thận bởi vì ở những cái nhịp hồi như thế này mặc dù biết là nó có cái gì à, à nó có cái tỷ suất sinh lời nó lớn hơn nhiều so với lại là uh, dòng ngân hàng thì tuy nhiên rằng là, là cái rủi ro về mặt uh, như nào thanh khoản và cái rủi ro về mặt mà À, mà bịt cung ấy, nó sẽ rất là lớn hơn nhiều so với lại là dòng ngân hàng ở thời điểm hiện tại. Cũng như là nếu mà các anh chị chúng ta tham gia sai điểm. Ví dụ như chẳng hạn các anh chị chúng ta tham gia ở những cái vùng giá 85, 87 ở đây. Trong phiên ngày hôm nay đi chẳng hạn thì chắc chắn em nghĩ rằng là hàng về là các anh chị chúng ta sẽ lỗ thôi. Đấy, em bảo đảm với mọi người là khả năng cao là mọi người 80% là sẽ lỗ. đấy Còn các anh chị nào mà đã bắt được cái đáy dưới đây này. Thì khi lên đây thì họ hồi lên cái họ họ, họ sẽ canh họ chốt lại ngay lập tức. Họ, cho, họ, họ chốt lại rất là nhanh. Nên là các anh chị chúng ta chú ý những cái điều đó nha. Rồi, uh, và quay trở lại với lại nhóm ngân hàng thì em cũng sẽ phân tích từng mã cổ phiếu cũng như là là những cái à uh, những cái uh, mặt về phân tích kỹ thuật nó có thể nó sẽ đi lên. Thì uh, nếu mà các anh chị chúng ta đã luôn theo dõi Tuấn thì Tuấn cũng đã như nào uh, cho mọi người xem rất là nhiều những cái uh, danh mục mà Tuấn đã đầu tư cũng như là À, tuấn luôn đồng hành cùng với các anh chị chúng ta đối với lại các mã cổ phiếu dòng ngân hàng thì đến đây thì thực sự là cũng vẫn chưa có gì là nghi ngờ về cái sự tăng giá của nhóm ngân hàng cả chỉ có uh, con nào tăng mạnh và con nào tăng yếu hơn thôi à, chứ không thể nào mà, mà 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 nó như nào nó nó sập hay là gì cả hoặc là nó chưa đi vào một cái một cái trên tăng thì nó sẽ rất là sai ha các anh chị ha rồi uh, đầu tiên là uh, acb này thì acb mọi người thấy thì uh, lúc đầu nó cũng đang đi khá là giống với cái mẫu hình của uh, MBB ở cái giai đoạn này thì tuy nhiên là gặp một cái là nó hơi suy một chút xíu là nó lại gặp thì lúc mà như nào thị trường cũng như là cái nhóm ngân hàng bị đè ngược trở lại thì cổ phiếu này nó quay về nó retest lại cái đường trendline giảm giá ở đây thì được nếu là à, được đỡ cung này và khối lượng bắt đầu cạn kiệt dần rồi này thì đây cũng chính là những một cái à, dài dạ, xuất hiện một cái điểm mua cho các anh chị chúng ta thì nếu mà các anh chị chúng ta có xem lại cái video ngày uh, trước của em ấy thì em cũng có nói là bắt đầu nó sẽ cho một cái điểm mua số 2 ở đây này thì các anh chị chúng ta cứ kê thấp thấp quanh cái ngưỡng ở vùng 34 cho tới vùng mà uh, 34.5 thì vẫn sẽ là cái điểm mua cho các anh chị chúng ta thôi nhé rồi và chắc chắn là cái nhịp này thì đây là cái nó cũng gần sát cái vùng nền thì các anh chị chúng ta cũng hãy mạnh dạng chúng ta giải ngân ở đây vẫn được không hề hấn gì cả cũng không có vấn đề gì cả các anh chị chúng ta cứ tự tin chúng ta giải ngân ở đây thì một cái mức mốc target đầu tiên thì nó sẽ quay về lại cái ngưỡng đỉnh trước đây ha vùng 38 thì chắc chắn nó sẽ vượt được cái vùng đỉnh 36 này trong cái nhịp tới thôi sẽ sớm thôi ha các anh chị ha <laughs> rồi tiếp theo BID BID nó khỏe quá rồi em cũng đã có những cái cập nhật cho các anh chị chúng ta về BID thì BID nó cũng chỉ liên quan về lại vùng 44.x cho tới vùng uh, 45.5 mà thôi và sau đó là tiếp tục là như nào à tạo đáy và khả năng cao nó sẽ quay về lại nó test lại cái đỉnh này trước ha nó sẽ test lại cái đỉnh này trước ở quanh ngưỡng vùng 48.x cho tới vùng 49 thì sau đó nó sẽ có những cái động thái tiếp theo thì em sẽ cập nhật đến cho các anh chị chúng ta ở những cái video hết sau nhé thì uh, nếu mà theo em dự đoán thì nó có thể nó tích lũy lại ở đây thêm một phần nó lại tiếp tục đánh lên rồi ôi. <laughs> CTG cũng có khả năng là đã tạo đáy rồi hôm nay volume cũng rất là thấp rồi ha thì chúng ta cũng tiếp tục chúng ta kiên nhẫn đối với là mã cổ phiếu này còn về cái mặt mà, mà 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 như nào à, à về cái về cái độ đẹp của tích lũy thì em không đánh giá cao cho lắm về CTG nhưng mà nếu mà các anh chị chúng ta có CTG thì vẫn có thể nắm giữ được thôi còn cái việc mà mua mới ở cái giai đoạn này thì em không khuyến khích mọi người mua mới đối với lại là CTG có hàng thì cứ nắm giữ ha rồi HDBank, HDBank thì cũng đã chạm lại về lại cái đường trendline ở đây như em cũng có vẽ và phân tích cho mọi người ở những cái video trước đó Mọi người thấy là nó cũng đã chạm và nó bật lại Mặc dù rằng là cái khối lượng trong phiên ngày thứ hai bị bán rất là lớn Nhưng mà cổ phiếu vẫn neo đậu lại được, vẫn giữ lại được ở những cái vùng đáy trước Và đang có những cái tín hiệu là tích cực là nâng đáy lên Thì chúng ta vẫn có thể là uh, xem xét nắm giữ mà này được Mặc, mặc dù rằng là em cũng uh, không có như nào, không có thích mã này cho lắm Thì tùy vào cái, cái, cái sở thích của các anh chị chúng ta, tùy vào cái gu của các anh chị chúng ta Chúng ta có thể lựa chọn cái nhóm ngân hàng ha Thì riêng bản thân Tuấn thì Tuấn sẽ chọn Liên Việt hoặc là MB là Đấy, hoặc là STB và BID ấy hoặc là OCB thì những cái mã cổ phiếu này nó rất là đẹp. Rồi nó nhắc tới tiếp đến uh, Liên Việt nhé. Hôm nay Liên Việt có một uh, pha test cung cũng khá là ổn áp rồi và cổ phiếu này mọi người thấy là nó không bị giảm quá là nhiều so với lại là những mã cổ phiếu khác và nó vẫn giữ được một cái nền ở trên đây này. Nó vẫn giữ được một cái nền ở trên đây và nó tích lũy được cái nền này đâu đó khoảng tầm là hai tuần rồi. Khoảng tầm là hai tuần rồi thì có thể khả năng cao ngày mai là một cái phiên test cung nữa đối với lại là Uh, liên việt và nó sẽ đóng cửa đâu đó ở quanh cái ngưỡng ở vùng trên 24.6, 24.7 thì nó sẽ rất là dễ xảy ra một cái nhịp bùng nổ vượt đỉnh 26 này ở uh, trong tuần sau các anh chị ha chúng ta có thể lưu ý điều đó còn nếu mà các anh chị ta mua mới thì chúng ta cứ mở mua cái vị thế hoặc là mở mua hẳn luôn ở vùng 24 cho tới vùng uh, 24.5 thì đây cũng là một cái mức giá em nghĩ là điểm mua số 2 rất là hợp lý cho các anh chị nhà đầu tư chưa kịp tham gia liên việt ha. Rồi tiếp theo MBB, MBB hôm nay đóng cửa cũng cao nhất phiên rồi, được kéo cuối ATC mặc dù là cái tổng thể về khối lượng nó không được đạt cho lắm. Thì đây cũng là những cái nỗ lực mà Big Boy họ có thể họ kéo lên. Thì nhìn chung là ngày mai em nghĩ là nó sẽ có những cái điểm mà nó trả lại chút xíu về lại quanh cái ngưỡng vùng 32.8 cho tới vùng 33. Nhưng mà động thái như vậy thì em nghĩ là cũng như chớp nhoáng mà rồi sau đó lại tiếp tục nó đi lên thôi. Và nó sẽ có thiên hướng nó retest lại cái gì à? À cái vùng đỉnh 34 rồi sau đó là sẽ có những cái động thái tiếp theo và em cũng sẽ cập nhật cho các anh chị chúng ta uh, trong cái video cuối tuần hoặc có thể là tuần sau nếu mà cái diễn biến nó có sự thay đổi nha. Thì cũng đừng quên là hãy nhớ follow kênh của Tuấn để mà nhận được những cái à, sự phân tích đến từ nhóm ngân hàng một cách gọi là uh, hay nhất gọi là um, bổ sung cho các anh chị chúng ta về cái quá trình đầu tư về kiến thức nó hợp tình hợp lý nhất các anh chị chúng ta sẽ có một cái góc nhìn nó tốt hơn nha. Rồi Uh, tiếp theo uh, MSB MSB hôm nay cũng đã rút chân bật lên trở lại rồi thì nhiều khả năng là đối với lại dòng ngân hàng đặc biệt là những cái mà cổ phiếu nào mà hôm nay có cái điểm mà test cung đẹp hoặc đóng nến xanh như, như trong phiên ngày hôm nay á thì rất có khả năng ở những cái giờ à, nhịp sắp tới nó sẽ bùng nổ trở trở lên rất là mạnh hoặc thậm chí nó sẽ quay về nó test lại những cái đỉnh trước đó của cổ phiếu là rất là cao thì các anh chị chúng ta cũng phải chú ý nhưng mà cổ phiếu này MSB em thấy cũng ok nhưng mà về độ tích lũy thì lại à, Uh, không được uh, như nào không được đúng theo cái ý của em cho lắm mặc dù nhìn thấy nó cũng là đang rất là đẹp hai các anh chị ha cũng có thể mở mua được quanh cái ngưỡng ở vùng 27 này luôn hoặc là thậm chí bữa giờ là quanh cái ngưỡng vùng 26.5, 26.8 gì đó cũng mua được rồi <laughs> rồi OCB hôm nay OCB cũng là một cái phiên à test cung nhẹ khối lượng thấp như thế này thì dòng tiền uh, nói chung là nó cũng đã có vào nhưng mà nó vũ ngược trở lại này mọi người thấy nó vũ ngược trở lại này Thứ ba, về những nhà đầu tư nào mà đu bám ở đây cũng có thể là họ đã ra dần rồi và nó đã tạo ra một cái cân bằng ở một cái à, vùng à, nền, gần cái vùng nền à, của cổ phiếu là quanh cái ngưỡng vùng 27 cho tới 27.5. Thì mọi người cũng có thể giải ngân quanh nó đây được, ở đây cũng là một cái mức giá nó hợp lý cho các anh chị chúng ta và cổ phiếu này nó vẫn chưa bước tốc lên ở những cái giai đoạn trước thì nó sẽ à, khả năng khá là cao thì những cái cổ phiếu này nó sẽ ở là cái nhóm 2 để mà chạy sau thôi các anh chị ha. SHB uh, thì cũng quay về lại test lại cái đường và dạ. cái đường uh, cổ chai đây phục hồi đi lên vẫn test lại ở đây quanh quanh ở đây này thì đây cũng là xuất hiện một cái điểm mua cho các anh chị chúng ta thì đúng theo cái mẫu hình hai đáy quay về test lại cái ngưỡng và dạ. ngưỡng hỗ trợ cũng như là cái ngưỡng kháng cự đã vượt qua rồi thì đây chính là cái điểm mua rất là đẹp cho các anh chị chúng ta ở cái vùng mà uh, 22 3 tới vùng uh, uh, 22.5 các anh chị nhá thì có mục tiêu và cái tay ghét thì chắc chắn là sẽ vượt được cái vùng uh, vùng 24 này thôi thì sớm muộn gì nó cũng sẽ quay lại vùng 25 cho tới vùng 25.5 các anh chị nhá STB hôm nay cũng rất là đẹp mặc dù là nó không vượt được 34 nhưng mà cái uh, cái 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 sự mà đầu cơ của cổ phiếu cũng như là cái độ lái của cổ phiếu này em nghĩ rằng là với cái động thái như vậy thì cũng sớm hay muộn gì nó cũng sẽ quay trở lại cái vùng 36, nhưng mà 36 hoặc là có thể sẽ vượt đỉnh luôn trong những cái thời gian sắp tới các anh chị ha cũng có thể để ý STB được quanh cái ngưỡng ở vùng giá 33 cho tới vùng 33.5 thì đây là những cái mức giá đẹp để mọi người có thể tham gia Techcombank này Techcombank cũng kéo rất là đẹp rồi và Techcombank cũng đã dần đi theo một cái mẫu hình mà em có nói với mọi người ấy thì mọi người sẽ để ý ở đây à, đó là mẫu hình cốc tay cầm thì mọi người để ý ở đây ha thì ở những cái lần mà nó nhúng trước ấy thì ở những cái nhịp mà nó break lên như thế này nó nhúng về lại khá là sâu nhưng mà khi một cái nhịp mà nó nhúng lại như thế này thì nó chỉ dừng lại ở quanh cái ngưỡng vùng 51 x cho tới vùng 52 thôi thì đây chính là những cái à cái vùng giả mua mới rất là hợp lý cho các anh chị chúng ta tham gia ở trong những cái nhịp à, tiếp theo ha rồi Vietcombank hôm nay Vietcombank cũng kéo lên vào ATC nhưng mà không thật sự quá là 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 là, là ấn tượng. Thì uh, nói chung rằng là cái dòng tiền uh, đầu cơ nó cũng khá là ít vào với lại những mã cổ phiếu chủ như là Vietcombank. nhưng mà sao ạ? À? à? những mã cổ phiếu này thì thường nó làm 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 dịu cái chỉ số của thị trường chúng ta nên là họ cũng khá là ít vào. Ừ. Rồi, uh, tiếp đến là VIP, hôm nay VIP cũng phục hồi rất xuất sắc, lên 468 luôn, đã quay về test lại cái đấy thì nhiều khả năng các anh chị chúng ta cứ chờ, chờ nó quay về lại nó test cái đỉnh ở vùng 48 cho tới vùng 48 chút xíu nha. Đấy, chúng ta cứ tiếp tục chờ thôi. Thì khả năng cao tụi nó vẫn sẽ lên được lại những cái vùng đỉnh trước đó. Vivan thì uh, nó cũng quay về nó cũng khá là giống với lại hb mặc dù rằng là em không có đánh mạng của phía Vivan này, nhưng mà nói như thế à cái khối lượng của nó vẫn ăn hàng rất là tốt và cái à, cái mức độ mà nó biến động cũng đang rất là siết chặt các anh chị nhé. Rồi, còn nếu mà các anh chị chúng ta thích mã cổ phiếu này chúng ta có thể mở mua mới quanh cái ngưỡng ở vùng là 36 hoặc là dưới 36 thì càng tốt thôi các anh chị ha rồi tiếp theo đến với dòng uh, dầu khí, hôm nay dòng dầu khí có bé là tăng trần này, mã này cổ phiếu này nó đã đi vào một cái nước rút rồi thì các anh chị chúng ta cứ nắm giữ thôi. ah, BGR thì BGR cũng như nào sau khi là uh, Ukraine với lại uh, Nga đấy có những cái động thái là tạm hoãn những cái cuộc uh, chiến tranh cho nên là giá dầu cũng uh, bớt căng thẳng đi. Đấy, thì nó như nào nó có những cái áp lực mà nó chốt lại và nó sẽ phải cân bằng trở lại. Nó cũng đã quay một lần lại, retest lại cái giá à, cái đỉnh trước của mình ở quanh cái ngưỡng ở vùng 25.8 cho tới vùng 26.3, 26.2 ha các anh chị ha. Thì rút chân lên dưới này thì em thấy cái dòng tiền vào vẫn còn đang rất khá là tốt và cái lượng cung bán ra vẫn không thực sự là quá là nhiều. Thì các anh chị chúng ta cứ nắm giữ. Oi cũng tương tự như vậy. À, oi cũng tương tự như vậy. Nhưng mà oi thì cần phải chặn lại ở mức giá là 17.8 thì không được để nó thủng sâu hơn. Uh, bao hôm nay bao cũng hút lệnh cũng rất là nhiều và cái uh, lượng mua vào lượng cầu vào cũng rất là tốt thì tuy nhiên giá cổ phiếu nó không thực sự là tăng ấn tượng theo cái uh, kỳ vọng của uh, tuấn uh, mong muốn mặc dù rằng là biết là bao nó có thể là nó quay về lại cái ngưỡng ở vùng 19.5 cho tới vùng 20 luôn đấy nha nhưng mà cái niềm tin như thế này thì uh, khá là 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 là, là 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 khó trong những cái nhịp sắp tới đây các anh chị nhé rồi tiếp theo là BVD à, BVD hôm nay cũng uh, có một cái cây đến và à bốn người ở cái vùng mà uh, đỉnh uh, đỉnh ngắn hạn ở cái nhịp mà phục hồi lần thứ nhất đấy thì nó có thể tạo ra một cái mẫu hình và à hai đáy ở đây thì nếu mà các anh chị ta muốn mua thì có thể đợi là cổ phiếu này nó vượt lại đúng cái vùng 34.5 thì các anh chị ta có thể tham gia vào các anh chị nhé <laughs> rồi BVS BVS thì cũng không có gì là quá là phức tạp cả, cứ vẫn đang là test cung và khối lượng thấp như thế này thì nhiều khả năng nó vẫn có sẽ có bắt đầu có những cái à, tín hiệu nó cạn cung dần và nó sẽ đánh lên sớm thôi, các anh chị ta cứ yên tâm nhé. Rồi qua đến dòng uh, viên 30 hôm nay viên 30 phải nói là cái câu chuyện nó quá là nhiều đi, uh, đặc biệt là kéo nhưng mà cổ phiếu chủ từ thép cho tới uh, bán lẻ hôm nay được kéo rất là nhiều, FPT cũng kéo rất là kinh khủng. Mặc dù em cũng không khuyến nghị FPT bởi vì nó đã vào cái thế nó đang là giảm ha. Thì các anh chị chúng ta cũng chú ý là chúng ta chúng ta hạn chế chúng ta mua vào những cái mã cổ phiếu nó chưa có rõ một cái xu hướng đi lên hay là nó vẫn đang trong một cái xu hướng đi xuống thì chúng ta không nên uh, mua vào các anh chị nhé. HPG này, HPG sẽ có những cái điểm phục hồi tiếp theo nhưng mà nói về cái độ phục hồi của HPG ở trong cái giai đoạn trước ấy, thì lên được khoảng tầm 48 Tính từ vùng 56 cho tới vùng 58 này Mà về lại vùng 48 này là cũng rất là khá rồi ha các anh chị nhé Rồi PNG hôm nay cũng kéo rồi Ê, Thì nhìn chung là uh, PNG là do buôn bán vàng Rồi này nọ Em bảo là ở cái ngày thần tài Sau ngày thần tài là giải vía rất là nhiều Cho nên giá nó mới đẩy lên như thế này <laughs> Rồi ngoài ra là giá vàng của thế giới nó cũng tăng lên Thì cho nên là, là, là cổ phiếu nó cũng tăng là chuyện bình thường thôi các anh chị Uh, qua đến dòng bất động sản thì uh, mình thấy bất động sản nó tùy thuộc vào cái uh, à cái ý chí của đội lái thì có mã tăng thì có lại có mã giảm như các anh chị chúng ta thấy là đích này đích này vẫn tăng được nhưng mà cái kết phiên của phiên ngày hôm nay nó lại uh, xấu đó mặc dù là tăng thì là tăng cũng rất là đẹp nhưng mà sao mà à cái kết nến phiên này lại xấu và cái khối lượng của nó là ở mức cao thế thì với cái việc này thì nó sẽ khá là dễ mà xảy ra một cái nhịp là hai đà hai đỉnh ở phần điều chỉnh nhé đây này có thể nó về lại ở cái vùng 71 cho tới vùng 72 là rất là cao thì các anh chị chúng ta chú ý cái rõ giúp em rồi uh, CKG cũng quá là mạnh đi ha DRH đây, DRH thì nói chung là mấy cái con này thì nó cũng là lợi lái mà nó có như nào có những cái động thái nó tạo đáy thì nó sẽ đi lên nó phục hồi nó đi lên nên là em cũng không có theo cái phương pháp là em đánh theo cái 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 dạng này cho nên là em cũng chưa thật sự quan tâm lắm đến dòng bất động sản mà khi nào mà có cái sóng thật là sóng thật là lớn ấy thì em sẽ tham gia ngược trở lại nha rồi qua đến dòng à, à, khu công nghiệp khu công nghiệp có IDC IDC hôm nay cũng đã dần hồi phục rồi thì không sớm thì muộn IDC nó cũng sẽ quay về nó test lại những cái vùng như là à, 75 cho tới vùng à, 77 thôi nha không sớm thì muộn à, mọi người à, có thể là để ý đến được IDC giúp em nha Hôm nay KBC cũng có yếu tố là kéo về ATC đây ha, rất khá là ô cổn áp đấy. Và nhiều khả năng nó sẽ có một cái nhịp mà nó bùng nổ lên trở lại. Nhiều khả năng nó sẽ có một cái nhịp bùng nổ lên trở lại quanh ngưỡng này là test lại ở vùng là 61.x cho tới vùng uh, 52. À, năm uh, 62, yeah, 62 nhé. Rồi. Ok, tiếp theo bên uh, khu công nghiệp còn ITA ITA cũng khá là nhẹ mặc dù là ITA là Benny thì nói thì Benny thôi nhưng mà cái dòng tiền nó vào nó giữ giá và nó kéo ngược trở lại như thế này là rất là tốt rồi thì nó cũng cần sẽ phải tích lũy ngược trở lại thôi mọi người nha nó cũng sẽ cần tích lũy ngược trở lại và nó sẽ mất thời gian hơn cho nên là Tuấn cũng sẽ để ý đến dòng bất động sản khu công nghiệp này ở khoảng tầm là một hai tuần tới khi mà cái độ tích lũy nó đủ ổn và cái động thái và dòng tiền nó quay trở lại đối với là nhóm ngành này á thì Tuấn sẽ tham gia nha Uh, nhắc đến dòng chứng khoán thì em cũng cảm thấy là nó cũng đã bắt đầu nó tạo đáy gần như là đã xong rồi và sẽ có những mà cổ phiếu nó sẽ bắt đầu nó đi lên uh, có thể là nó sẽ đi những mà cổ phiếu khác thì nó sẽ đi lên chậm hơn nhưng mà toàn tổng thể á, thì những mà cổ phiếu ví dụ như là VND, SSI thì nó cũng đã tạo cái đáy cũng khá là xương xương rồi nha các mọi người nha ấy thì nhiệm vụ của mọi người là nếu mà ai còn kẹp ở những cái vùng mà giá cao ấy thì có thể là đến uh, với lại uh, À, những cái mã cổ phiếu dòng chứng khoán để mà có thể mua trung bình để mà chúng ta có thể lướt ra đối với lại là những cái mà những cái lượng cung mà mình đã như nào à những cái lượng cổ phiếu mà mình đã mua phải ở những cái vùng đỉnh nhé đấy thì đó là một số cái gợi ý của em để các chị chúng ta có thể xử lý canh và xử lý các mã cổ phiếu dòng bất động sản bởi vì tụi nó cũng đang uh, như nào à cái động thái mà nó tạo đáy nó đã rõ ràng hơn rất là nhiều rồi nhé rồi, ok, thì uh, ngoài ra thì có cái dòng vận tải và cảng biển này, nhưng mà không hiểu sao thì cái dòng này nó tăng khiếp quá, không để ý được khoảng một thời gian thôi mà nó lại tăng mạnh đến như thế này. Thì có thể là do cái nhu cầu đi lại của uh, người dân cũng như là việc mà xuất nhập khẩu ha, các nước xuất nhập khẩu, uh, các công ty xuất nhập khẩu thì nó cũng sử dụng đến vận tải ở cảng biển, đặc biệt là là xuất khẩu hay hải sản đấy. Đó. Thì nó có thể nó vẫn tăng lên rất là mạnh, cho nên là, là ở cái nhịp này nó tụi nó được hưởng lợi rất là lớn. Uh, <laughs> OK, uh, thì chắc cũng uh, không còn quá là nhiều cái dòng để mà phân tích cho các anh chị chúng ta, bởi vì là chúng ta chỉ tập trung chủ yếu uh, và cái ánh mắt mọi ánh mắt, em nghĩ là mọi ánh mắt và ánh nhìn luôn đề cập tới là dòng uh, ngân hàng, dòng dầu khí và dòng chứng khoán hoặc là dòng thép thôi. Ai à, nói tới HSG hsg thì SG cũng khá là mạnh đấy, nó cũng phục hồi trở lại. Nhưng mà ở cái giai đoạn này thì Tuấn sẽ uh, không tham gia đối với lại các bạn cổ phiếu dòng thép nữa, nó cũng ở phía bên kia sườn dốc rồi. Và nếu mà nó có hồi lên đi chăng nữa Thì nó cũng chỉ là những cái cơ hội mà để các anh chị chúng ta thoái hàng ra Chứ chúng ta cũng chẳng có kỳ vọng nó sẽ tạo ra một cái con sóng lớn Ở trong những cái dịp tới đâu ha mọi người ha Rồi thì cũng đã kết thúc cái video ngày hôm nay Em cũng muốn à, à, gửi đến cho các anh chị chúng ta những cái thông tin là bổ ích như vậy Để mà các anh chị chúng ta có thể tiện theo dõi và quan sát Và cũng như là góp phần cho các anh chị chúng ta đầu tư được hiệu quả hơn Chúng ta đừng có như nào à, trong cái thị trường mà nó À, đang xài quay nó chưa có tín hiệu rõ ràng về cái dòng tiền hoặc là cái dòng dẫn dắt à, đặc biệt ở đây là cái dòng dẫn dắt là em chỉ có hy vọng là dòng ngân hàng thôi nhưng mà à, cái dòng tiền nó còn vẫn còn đang sau tết nó vẫn còn đang khá là chật vật thì cái thanh khoản như mọi người thấy là uh, một phiên có khoảng tầm là mười mấy ngàn tỷ cho tới hai mươi ngàn tỷ thôi thì nó đang bị thiếu đi cái 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 cái, cái sức uh, uh, cầu vào của uh, nhà đầu tư Đấy, cho nên là mới không có bước lên một cách nó thanh thoát và nó mạnh mẽ như những cái thời điểm trước nữa mà nó cần phải có thêm những cái thời gian mà nó Uh, hấp thụ lại những cái lượng cung nhé rồi thì uh, nhìn chung là, là, là với cái động thái như thế này thì em nghĩ là tuần sau thì chúng ta nó sẽ sớm vượt được cái vùng đỉnh 1525 1530 thôi các anh chị chúng ta cứ tin tưởng rằng là thì chúng ta vẫn sẽ đang ở trên nhé nhưng mà cần lựa chọn những mà cổ phiếu đúng khi mà chúng ta tham gia thì khi đó các anh chị chúng ta sẽ tối ưu hóa được cái phần lợi nhuận hơn ok và xin kính chào lại các anh chị chúng ta ở những cái video tiếp theo thì hy vọng rằng mọi người sẽ luôn ủng hộ tuấn bằng cách là những like cái video này cũng như là share và chia sẻ uh, cho kênh của tuấn thật là phát triển hơn nhé rồi xin kính chào và hẹn gặp lại các anh chị chúng ta ở những cái video tiếp theo